Loan chào cả nhà nha. Bữa nay là nhà Loan lên ăn một món ốc luộc nha cả nhà. Ăn món ốc thì gồm cả ba loại rau ha. Đây là rau nhấp ké, với lại rau răm, với lại rau thơm ha. Còn đây là Loan chuẩn bị một chén mắm gừng nha. Đó, mình giã rất là keo luôn. Khi mình giã gừng thì mình chắc bớt cái nước gừng ra ha, chứ không thì nó đắng. Rồi đây là một nồi ốc bu mà mình cũng đã luộc xong rồi. Trời lạnh lạnh mà có món ốc bu nóng thì ăn ngon còn gì bằng hết cả nhà ha. Buổi sáng thì mình đi chợ, mình thấy ốc, mình mua về được 3 ký ốc bu. Cái con thì nó cũng hơi nhỏ, nhưng nó ngon, người ta bán ra rửa sạch sẽ rồi. Người ta bắt ở dạng ghi trên suối ngổ cả nhà. Ốc đá, nó ở trên mấy cái đá mưa nó chảy xuống suối á. Người ta bắt, rồi người ta bắt ta bán ha. Đó, mình mua như đây là 55 ngàn 3 ký cả nhà. Có lớn có nhỏ luôn. Mình thấy ta rửa sạch sẽ rồi nên mình thích thì. Mấy đứa nhỏ con mình thì nó thích ăn ốc bu lắm. Tại vì ở biển á cả nhà, ốc biển á thì nó thấy thường rồi, còn ốc bu là nó ít ăn. Như các bạn ở nhà quê thì ruộng lúc nào cũng có ha, thì thấy con ốc này thì thường quá. Còn mấy đứa nhỏ con mình ở biển á thì nó thích ăn ốc này. Rồi Loan thấy thì Loan mua về cho mấy đứa nhỏ ăn mà. Nhưng mà cái món này là Loan chỉ luộc thôi nha. Mấy đứa nhỏ con mình nó thích ăn luộc, chứ nó không có thích ăn mà xào hay là nướng gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô đây mình ngâm. Sau khi Loan mua ốc xong, Loan quay qua Loan mua sẻ nè. Mua gói sẻ này 3.000 nè. Nói chung mình ở phố thì cái gì cũng mua hết. Nếu ở nhà quê thì đi ra vườn hái là có liền. Mình ngâm ốc thì mình ngâm bằng nước cơm như thế nhà. Với lại mình đập mấy chiếc ớt héo này bỏ vô mình ngâm cho nó nhẹ bùm rồi ha. Bây giờ mình chan nước cơm vào đây. Khi ngâm ốc mà ngâm bằng nước cơm như là ớt á, thì nó nóng mà nó cay á, nó sẽ nhẹ những chất bùn, chất dơ ra, chất nhớt ra. Trong là người bán thì con rửa hơi sạch, mình về mình rửa cũng không cực gì lắm. Để mình coi mấy con ốc nó nổi nổi này, chắc là ốc này chắc con ốc chết nè, mình dớt ra. Đó, người ta bán tôi bỏ lộn xộn chứ tôi đâu có dớt ốc này ra đâu. Nè, dài ba con thôi. Bây giờ mình bỏ mấy chiếc ớt vô đây. Chiếc ớt đây thì cũng ít đó ha, mình quên mua ớt rồi. Bây giờ mình cho thêm ớt bột vào luôn cho nó cay. Nếu ngâm ốc này là mình phải bỏ một nắm ớt thì nó mới nóng, nó mới nhẹ được ha. Bây giờ mình cho thêm ít muỗng ớt bột vô nữa. Rồi mình phải đều lên rồi cho nó thấm vô nước. Để mình lấy cọng sẻ mình làm cho để nó nóng tay ha. Rồi mình ngâm cỡ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi nha cả nhà. Có thể mình ngâm buổi trưa, chiều mình luộc cũng được. Sau khi mình ngâm á, là mình phải lấy cái nắp mâm mình đậy lại gì nè, chứ không thôi nó bò ra tùm lum hết luôn cả nhà. Giờ mình đeo vào tay mình rửa cho khỏi nóng tay ha. Mình sẽ chè bằng cái rổ này. Ốc này là mình phải rửa nhiều nước. Khi cái nước nó trong rồi thì thôi ha. Bây giờ Loan đã rửa xong số ốc rồi. Bây giờ Loan bắt lên Loan hấp nè. Cái ốc này là Loan không có đổ nước nha.
anh hấp rồi xong rồi hấp sơ qua rồi xong rồi còn đi rửa lại nữa rồi nắm sạch ha. Rồi bây giờ mình để nước lại mình hấp sơ ha. Mình hấp sơ cho ớt mình nó chín đi. Rồi mình đem mình rửa lại cho nó sạch. Ớt mình là bắt đầu nó cũng nóng mà, nó hẻ hậm rồi. Rồi mình vớt xuống mình rửa là vừa nha cả nhà. Bây giờ mình đeo bao tay vô mình rửa tiếp tục ha. Thì ốc vừa rồi mình luộc sơ qua, bây giờ mình rửa lại nhiều nước cho nó sạch luôn. Những con ốc này nó ở dưới son này, nó chóc mày ra nhìn thấy ngon chưa? Cái này nó chóc mày thì mình nãy, mà cái nào nó không chóc mày thì thôi. Lúc ốc sống mình đã rửa sạch, nước nó đã trong rồi. Rồi mình hấp sơ qua, bây giờ rửa lại nước vẫn dơ. Khi mình luộc sơ qua rồi mình đem mình rửa ra lại thì trong ruộng nó mới sạch được. Rửa lại nhiều nước ha, khi cho nước nó trong thì thôi. Còn ăn ốc thì mình mới luộc kỹ. Ăn ốc thì mình làm kỹ thì tốt hơn, khi khỏi đau bụng. Sau khi ốc mình đã rửa xong rồi ha, sạch sẽ rồi. Mình rửa trước sau là cũng mười mấy nước á, nước nó trong luôn. Bây giờ mình để ráo mình vô mình hấp lại nha. Sau khi cái ốc mình để ráo rồi ha, à, chuẩn bị mình hấp như thế nha. Đúng đây mình rửa là mình chỉ cậy chừng cái mày đi đây nè. Mình nhưng thời gian mình cậy nó lâu lắm. Mình rửa sạch thì thôi ha. Khi mình hấp ốc á là mình hấp với sẻ. Sẻ đây là mình cắt miếng miếng nhỏ nhỏ ra ha, mình nấu nước. Rồi mình hấp ốc ha. Rồi mình dẻ mắm thì mình có 2 lát gừng với ít chi ớt ha, 2 chi ớt lớn mấy ớt nhỏ, với mình kèm theo chi chanh, chi tỏi. Bây giờ là mình xuống mình dẻ mắm luôn ha. Nãy giờ nồi nước mình nấu chuẩn bị luộc ốc cũng sôi rồi cả nhà. Bây giờ mình cho sẻ vào đây ha. Khi nước sôi mình cho sẻ vào thì cái sẻ mình nó mới xanh. Hồi nãy mình dẻ mắm á, mình lấy cái nước gừng á, mình chế vào đây nè. Mình nấu cho nó thơm ha. Cho sẻ vô ha, rồi mình cho gia vị vô luôn. Mình cho vào đây nửa muỗng muối ha, và 2 muỗng bột ngọt. Mình nấu gì cho cái ốc mình nó thấm gia vị cho nó ngon. Rồi mình sẽ để sôi 5 phút nha. Rồi sau khi cái nước sẻ của mình đã sôi rồi ha, bây giờ mình tắt bếp. Mình sẽ cho vô này ốc luôn nha. Giờ mình cho nước sẻ vào đây ha. Mình nấu vừa nước mà đổ vô ốc nó cũng chèm luôn nha. Rồi bây giờ mình cho ớt vào luôn ha. Cho ít ớt ở đây cho nó thơm mà nó cũng đẹp mắt nữa. Rồi giờ mình đậy nắp lại, mình để cho ốc nó sôi lại ha. Rồi mình hạ lửa nhỏ xuống cho nó thơm. Khi nó chín ốc rồi nó thơm. Khi mà ốc nước nó nóng rồi cả nhà, mình phải thường chắc lên ha. Thường một nước chắc lên cho nó thấm mấy con ốc ở trên á. Bây giờ mình để cái ốc nó sôi lại một lần nữa ha, cho nó thấm nó thơm rồi mình nhắc lên mình ăn luôn. Mời cả nhà ăn ốc với mình nha. Mấy đứa nhỏ lên ăn luôn đi cô. Ăn với mẹ cho vui, một nồi ốc mà. Ê, ra múc mắm ra. Tí tí, à thôi dì Hoa lên ăn nè. Phòng đó.
mời cả nhà ăn với mình nha. Ăn bà chả đây, xôi nhiều hoa gớt đâu còn ở dưới cũng có được. Các bạn cũng có nha. Ốc này làm sạch để có đứt ăn không? Gỡ đi, cái sạch cũng gỡ đi. Nhưng mà cái ốc này nhỏ ngon không này? Nó bự nhé. Ngon quá. Lưu cách này cái ốc mình ăn nước được đó nha. Ngon. Mình làm cái này để nó hấp nước mà đó, nó ngọt ngọt mặn ngon lắm bà muối á. Ngon nha. Cái gì vậy? Nó tưởng tượng nó nghe á. Còn ăn không thấy gớ ngờ ăn có mấy đứa chén kèo nó canh canh mà để trên là ngọt hơn bút thôi nữa hấp không. Thực ăn lớn vậy cho nó ăn mà nó khuya nó mới về mà. Sẻ nhiều mới nhờ. Chưa về. Ai đang ăn miếng sẻ rồi đúng không? Lấy chén múc riêng nè. Lấy gì em múc ra? Ngồi đi ăn hả? Ốc này ở suối ra, cái bọn chơi xuống rồi. Ngồi lên. À. Ngoài ghế dưới bớt á. Lấy sức thật cầm. Ba đi ngồi. Ba đi ngồi nha. Theo mình nghĩ con ấp ở ruộng ấp nha. Nó mập hơn ha. Do này ở ruộng nó ăn lúa đồ á. Ăn lúa ăn rồi nó mập hơn. Ấp đây nó nói là ở xứ ngộ á, xứ đé đó nha. Mình thấy con ốc này nó không có mập bằng con ốc mà ở ruộng. Ruộng ăn lúa nó mập. Ngon không nha. Thằng làng cắn giờ. Im lặng. Im lặng. Rồi nó nói. Mình bắt đầu làm ăn. Thôi làm à. Ngon ăn cái khác. Lâu lâu ăn chung nha, mấy con với em đồ vui cái bữa ăn mình một cái vui đề ký là ăn để đời ăn đủ rồi ăn dân còn cái nhà đây hậu ấp rồi nhỉ nhỉ ấp cơ như đây mà nó ít nào bằng ba cái trứng ra trứng mà Con ấp này là sẽ ở trên suối đổ hả? Nó không ở ruộng mà nó ở trên suối. Nước suối. Nhưng ấp này hấp nước không ăn phải hấp nước vô cả nhà. Tại vì cái nước nó là cái sẻ nó gần. Mình rửa sạch nữa mười mấy nước nó trong. Mười mấy nước luôn. Ừ, trước xong mười mấy nước á. Nó đã sạch luôn. Lâu ăn ngon rồi, cắp lăng lăng ốc này mình ăn gì nó mới đẻ đó nha, chứ còn mình xèo đồ nó nhỏ lắm thích ăn cắn ốc này á, ông vẫn ăn hấp túi á, túi về cái ba là ăn ông ốc đây rồi tôi chó nhà cái nhà nó mới biết nói à, nói quế nói luôn nó nói như là chim vậy, không nghe được hoa hoa vô bà quại bằng hoa mà nói một tiếng ăn nó ngang bù sao nó bù em ăn được mấy tiêu mà thì tái sinh à
Vốn con mình nó ra nó mua 20 ngàn dễ xíu rồi nha. Mà nó luộc giống như vậy. À mà nó luộc rụt lắm, ăn nó ngon. Ăn cát. Cá cát nó ngon, mình như này mình làm có cát. Cát như bùng. À. Cũng phải bán người ta đâu làm kỹ với mình đâu mà. Con luộc ốc nó đâu thơm. Thì hơi hấp nước là ngon ha. Hấp thơm nước rồi. Nước trong á. Rồi xẻ làm cho đít quá trời luôn rồi. Rồi đít son á. Bên lại phải ăn nhưng mà quay video. Nào đủ dùng chủng rồi đi làm nồi lẩu đi. Mình đi chợ ít gặp lắm cả nhà. Đi chợ ít gặp ốc lắm. À, mấy đứa nhỏ mình nó thèm. Đi ăn lẩu. Hồi sáng đi từng cờ gặp ốc đi mua luôn. Ốc toàn á, chín nhỏ. Nước ngọt ngon ghê. Mình thích ăn cái ốc này, cái trứng này nè. Nếu con ốc này có trứng ăn nó ngon. Ủa mà đâu phải, con ốc này trứng nó trứng đỏ chứ. Cái con ốc gì mà cái trứng nó trắng trắng à. Hộp hộp quá. Đó mà cái trứng mà ốc con đó. Ngon không? Hai đứa con em nó ăn ốc này. Ngọt. Này, giờ nó bắt hơi ngon nha. Nóng rồi. Mình ăn bây giờ còn nhiều dữ dàng nha. Cánh đầu lên. Trời trứng nó vàng tí gì. Tí gì. Ở dưới nó nóng quá trời luôn. Ngon. Thì thôi video của mình chắc đến đây cũng tạm dừng đi cả nhà. Tại vì mình ăn son ốc đây nè, mình ăn hết son là video của mình nó dài lắm. Mình muốn thu gọn video lại ha. Video mình đến đây kết thúc nha. Nếu cả nhà có yêu mến mình thì đi ngang qua và ghé thăm kênh ủng hộ mình nha. Và để có động lực mình ra nhiều video tiếp theo hay hơn ha. Bye, bye cả nhà nha.